Này các thiên tử, nếu Bồ Tát vì nhiếp thủ vô minh mà tu hành, vì xả bỏ vô minh mà tu hành, vì nhiếp thủ hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử mà tu hành, vì xả bỏ hành cho đến lão tử mà tu hành, thì Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có thể tu tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng pháp không nội, cũng chẳng có thể chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng trơn như, cũng chẳng có thể chứng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn niệm trụ, cũng chẳng có thể tu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể chứng thánh đế khổ, cũng chẳng có thể chứng thánh đế tập diệt đạo. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu bốn tịnh lự, cũng chẳng có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu tám giải thoát, cũng chẳng có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Bồ Tát ấy chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không cũng chẳng có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện bồ tát ấy chẳng có thể tu năm loại mắt cũng chẳng có thể tu sáu phép thần thông bồ tát ấy chẳng có thể tu pháp môn tam ma địa cũng chẳng có thể tu pháp môn đà la ni bồ tát ấy chẳng có thể tu mười lực phật cũng chẳng có thể tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng bồ tát ấy chẳng có thể tu trí nhất thiết cũng chẳng có thể tu chí đạo tướng trí nhất thiết tướng